Cuộc sống hiện tại của Trần Hào được TVB trả tiền cachet 90 tỷ đồng. Thời điểm hiện tại thì Trần Hào có cuộc sống viên mãn, hạnh phúc bên vợ cùng các con của mình và chọn ở lại ngôi nhà TVB. Có thể nói TVB là nơi chú trọng nhiều nhất về mặt ngoại hình. Chỉ cần diễn tốt sẽ có thể cân hết các vệ vai chính và trở thành sát thủ trái tim của các bà nội trợ. Ví dụ điển hình nhất là Trần Hào. Mặc dù không có ngoại hình bắt mắt, nhưng Trần Hào luôn được các đạo diễn của TVB ưu ái vì anh là người có thể diễn xuất tốt tất cả các loại vai. Trần Hào sinh năm 1971 là nam diễn viên đi lên từ vai phụ. Đầu quân về TVB vào năm 2000, Trần Hào may mắn có được vai diễn ấn tượng trong bộ phim Lực lượng phản ứng, đóng cùng Âu Dương Chấn Hoa và phim Chuyên gia đàm phán, đóng cùng Quách Khải Danh. Dù chỉ có những vai thứ nhưng anh diễn xuất rất tự nhiên, anh bắt đầu được khán giả quan tâm và chú ý. Thời điểm đó cái tên tuổi lớn bắt đầu lấn sân sang điện ảnh nên Trần Hào được TVB trọng dụng hơn và giao hẳn cho vai chính trong bộ phim Thâm Cung Nội Chiến, Bảo Cát, Cung Tâm Kế. Cũng nhờ những tác phẩm này mà Trần Hào được phong tặng là sát thủ của những bà nội trợ. Năm 2007, nhờ đóng Sóng Gió Gia Tộc, Trần Hào đã xuất sắc đoạt giải nam diễn viên chính xuất sắc và nhân vật truyền hình xuất sắc. So với những ánh đế truyền hình khác thì đây cũng có thể gọi là thành công khá sớm. Năm 2013, Trần Hào chính thức kết hôn cùng Hoa hậu Trần Ân Vi. Hôn lễ được tổ chức tại Paris và Canada về nhà của cô dâu. Tháng 12 năm 2013 thì cặp đôi đón bé trai đầu lòng. Tháng 2 năm 2015, bé trai thứ hai chào đời. Tháng 4 năm 2016, cả gia đình tiếp tục hân hoan đón nàng công chúa Camilla Chan. Cuộc sống hiện tại của Trần Hào, nam diễn viên nhận cachet cao nhất của TVB. Thời điểm hiện tại, Trần Hào có cuộc sống hạnh phúc bên vợ và các con. Vừa qua thì anh cũng tham gia bộ phim truyền hình mới là Sát Thủ cùng với Lệ Diệu Tường, đang được khán giả rất yêu thích. Trần Hào là nam diễn viên được TVB trả cachet cao nhất hiện nay. Anh ký hợp đồng quản lý với mức lương 30 triệu HKD, khoảng 90 tỷ đồng. Khi không có quay phim, thì mỗi tháng nam diễn viên vẫn nhận được 100.000 HKD, gần 300 triệu đồng. Với mức lương này, Trần Hào không còn lo lắng về chi tiêu cho gia đình. Ngoài quay phim, anh còn tập trung phát triển chuỗi cà phê cho riêng mình. Dù đã ở tuổi 49, nhưng Trần Hào vẫn rất phong độ và chỉnh chu trong từng vai diễn. Nhiều năm nay, anh theo đuổi lối diễn hài. Dù có nhiều chỉ trích trái chiều, nhưng những tác phẩm của anh tham gia đều đạt tỷ số xem rất cao. Hy vọng nam tài tử sẽ vẫn mãi giữ được sự ổn định và viên mãn này của mình.